Hello everybody, it's grade 8 at Chuang An School. Xin chào các em học sinh lớp 8. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau và tiếp tục chương trình học tiếng Anh lớp 8 của mình. Trước khi vào bài mới, cô cũng cho các em xem một cái đoạn clip sau đây rất là thú vị nào. Let's watch. Phim đã kết thúc rồi. Các em thấy bộ phim hay quá không nào? It's very exciting. Các em nhớ tìm hiểu xem có bộ phim đó là phim gì nha. Thật là thú vị và cũng rất là sợ hãi nào. Là các em hãy answer the following question. What is the dog doing? Các em vừa xem con chó nó đang làm gì vậy? Nhớ xem nào. Dog is watching a film. Yes. Nó đang xem phim. Ở đây trong câu hỏi này cô sử dụng is doing. Đó là cái cách sử dụng gì các em nhớ không nào? Các em đã được học lâu lắm rồi đó. Hiện tại tiếp diễn. Đúng rồi, con chó đang xem phim thì là hiện tại tiếp diễn. Nhắc lại, hiện tại tiếp diễn làm cho chúng ta liên tưởng nhớ công thức có chữ gì? Is và verb thêm ing. Có nghĩa là be cộng với verb thêm ing. Be plus verb ing. Be ở đây hiện tại tiếp diễn, mình có thể sử dụng một trong những động từ to be, đó là am, is, are. Vậy các em nhớ cái hành động mà diễn ra, đang diễn ra thì người ta hay dùng dạng tiếp diễn. Có một dạng tiếp diễn mới nữa chúng ta cũng sẽ được học trong bài mới ngày hôm nay. Unit 12 of Vocation Abroad. Lesson 3, Language Focus. Open your book please. Các em vào bài học phần bài tập Language Focus. Các em mở sách ra nào. Em tìm thấy chưa? Nào, are you ready? Yes. Exercise 1. Look at the picture. Say, what is person were doing at 8 o'clock last night? Hãy nhìn vào bức tranh và nói xem mỗi người trong bức tranh này đang làm gì vào lúc thời điểm 8 giờ tối ngày hôm qua. Em lưu ý, đang làm gì vào lúc 8 giờ tối ngày hôm qua? Có 6 bức tranh. There are 6 pictures. Ba, ba, hoa, bao, nga, na, and lang. Em quan sát bức tranh đầu tiên. A, ba. He, anh đang làm gì đây? Chúng ta chú ý phần ngữ pháp. Ba were taking a shower at 8 o'clock last night. Ba đang tắm vào lúc 8 giờ tối hôm qua. Các em quan sát thấy cái chữ were taking không nào? Như cô nói thì tiếp diễn thôi. Hiện tại tiếp diễn. Bây giờ chúng ta có thêm một cái dạng tiếp diễn nữa. Đó là past progressive tense. Nó được gọi là gì?
thì quá khứ tiếp diễn, dùng để diễn đạt hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác định nào đó trong quá khứ, hoặc xảy ra đồng thời trong quá khứ, hoặc đang xảy ra thì có hành động khác xen vào. Kèm quan sát câu ví dụ là công thức như sau. Công thức nó cũng tương tự như ở hiện tại hoàn thành, nhưng mà khác nhau ở chỗ động từ to be chúng ta sẽ dùng was hoặc là were, verb in, vẫn là verb in. Câu khẳng định, câu phủ định và câu nghi vấn vừa đã ghi cho Kem rồi. Kem quan sát và lưu ý. Ngoài ra cô cũng nhắc thêm cho các em, đó là chủ ngữ mà những từ như I, he, she, it, now, singular now, danh từ số ít, thì chúng ta sẽ dùng động từ to be, đây là was. Subject mà là we, you, they, now, plural now, danh từ số nhiều, thì chúng ta sẽ dùng là were. Mà mốc thời gian xác định để mà mình sử dụng thì quá khứ tiếp diễn, thì các em sẽ thường thấy trong câu đó là at that time yesterday, at this time yesterday, hoặc là at that time last week, last month, hoặc là at 7 o'clock last night, vân vân. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể thấy nó xuất hiện trong các câu có từ nói là why, trong khi, when, khi mà. Kèm quan sát câu ví dụ như sau. Lan was doing her homework while Mai was cooking at 6 o'clock last night. Như hồi nãy cô đã giới thiệu cho các em, Lan đang học bài trong khi Mai đang nấu ăn vào tối hôm qua. Có hai hành động cùng lúc xảy ra trong quá khứ. Bao was playing game when his father came in the room. Bao đang chơi game thì ba của anh ta bước vào. Như vậy hành động Bảo đang chơi game đang diễn ra thì có hành động thứ hai xen vào. Nó tương đương với câu này: while Bao was playing game, his father came in the room. Trong khi Bảo đang chơi game thì ba của nó bước vào. Em lưu ý có bạn đồng hành học chung với mình cùng viết bài với bạn nha. Write the correct sentence with the given cue. Em hãy viết các câu hoàn thành chính xác với những từ gợi ý như sau. Theo bức tranh thì trong sách người ta không có câu từ gợi ý, nhưng mà cô giúp cho em làm bài nhanh hơn thì cô gợi ý từ cho em. Hoa, eat, dinner. Và nhớ phải dùng thì quá khứ tiếp diễn và mốc thời gian là 8 giờ tối ngày hôm qua. See, bao. Bao read comic. D, Nga write letter. E, Na walk dog park, đi bộ con chó công viên. F, Lam talk grandmother. Như vậy dựa vào từ gợi ý của cô, các em có thể làm bài rất dễ dàng. Are you ready? Nào, chúng ta cùng viết và cùng kiểm tra lại nha. Answer. A, câu mẫu trong sách đã làm mẫu sẵn, các em lưu ý làm tương tự như vậy. Ba were taking a shower at 8 o'clock last night. B, đây là bạn B. Hoa, Hoa were eating dinner at 8 o'clock last night. C, ba, ba thì sao nào? Bao was reading a comic at 8 o'clock last night. C, Nga. Nga was writing a letter at 8 o'clock last night. Na. E, Na was walking with her dog in the park at 8 o'clock last night. F, Lan. Lan was talking to her grandmother at 8 o'clock last night. Bài tập dễ quá các em phải không nào? Các em theo kịp không? Tất cả ở đây đều sử dụng nhớ. Tất cả đều sử dụng thì quá khứ tiếp diễn với thời gian xác định đó là 8 giờ tối hôm qua.
Vì chủ ngữ ở đây chỉ có một người là na nên tất cả động từ to be thêm vào là was, lưu ý nhé. Exercise 2, các em nhìn vào phần bài tập số 2. Look at the picture, then make the half sentence in column A to those in column B. Write the full sentence in your exercise book. Các em hãy nhìn vào sách và nói nửa câu ở cột A với nửa câu ở cột B. Sau đó các em hãy viết câu hoàn chỉnh vào trong phần bài tập hoặc tập của mình. Đây là những bức tranh có người đàn ông. A, B, telephone. C, the ground. Có đám đông and player và những cầu thủ. D, bạn này cầm cái cặp bước vào nhà. School, ở đây là trường học, có một người đàn ông đánh trống. Và cái cuối cùng là máy bay. Như vậy, cái hình ảnh này giúp chúng ta ghép nửa câu còn lại đó các em. Cột A nè, the Lee family were sleeping. Vậy câu B, ở cột B có cái hình đầu tiên là người đàn ông gì đó. Như vậy trong câu A, the Lee family were sleeping, có cái câu C mới ghép được, đó là when the mailman came. Gia đình của Lê đang ngủ thì người đưa thư đã đến. Vậy tương tự các em sẽ làm mét thật nhanh. B, why Hoa were eating. C, when Nam won the race. D, Missy Thoa were cooking. E, when Lan arrived at school. F, it was raining. Các em hãy nói nửa cặp còn lại nhé. Và hình ảnh giúp ta gợi ý lấy cái từ câu B mà ra. Now, are you ready? Check your answer. A, trong sách mình đã được xem câu mẫu này. B, cái telephone. Như vậy câu hoàn chỉnh của mình ở phần B là gì? Why Hoa were eating, the telephone rang. C, đám đông, cầu thủ. Như vậy câu C của mình là gì? When Nam won the race, the crowd were cheering. Đám đông reo hò. D, bạn này đi học vào nhà. Như vậy câu của mình là Missy Thoa was cooking when Tuấn arrived home. E, why Lan arrived at school, the school room was shouting. Khi Lan đến cổng trường thì trống trường đang đánh lên, đang đánh trống lên. Và cái cuối cùng là gì? It was raining when the plane got to Hanoi. Trời đang mưa thì máy bay cất cánh. Như vậy các em đã làm đúng theo đáp án chưa nào? Và nhớ có bạn đồng hành cùng học với chúng ta. Exercise 3. Look at the picture. Write the sentence. Say what the people are always doing. Hãy nhìn vào bức tranh. Viết thành những câu hoàn chỉnh. Nói xem những người này họ luôn luôn làm gì. Các bạn thấy có từ are always doing, thấy nó khác không nào? Thông thường các em hay dùng are doing thôi, nhưng mà tại sao lại có từ always vào đây? Các em quan sát bức tranh trước đã nha. Chúng ta cũng có 6 bức tranh. Chú ý về phần ngữ pháp của câu này. Đó là dạng progressive tense with always. Có cái dạng thì tiếp diễn mình dùng với từ always. Hàm ý của câu đó là complain meaning, hàm ý than phiền. Ví dụ trong hình ảnh của câu đầu tiên, bao, forget, homework. Bao is always forgetting his homework. Bảo luôn luôn lúc nào cũng quên bài tập về nhà hết. Như vậy hàm ý là khen hay chê các em? Đúng rồi, chê, than phiền bạn này luôn luôn làm những việc không tốt. Vậy dựa vào câu tương tự như vậy các em có thể làm được không? Nhưng các em hãy lưu ý, ở dạng
Tiếp diễn này có từ on way thì cô gợi ý cho các em. Subject plus am, is, are plus on way plus verbing. Bài tập dễ quá đúng không nào? Chúng ta sẵn sàng làm bài tập tiếp theo nha. B. Miss Singa is on way losing her umbrella. C. Mr. and Mrs. Tan miss bus. Thì câu hoàn chỉnh của mình là Mr. and Mrs. Tan are always missing the bus. F. Nam watch TV. Nam is on way watching TV. E. Na talk phone. Na is on way talking on the phone. Lim go out. Lim is on way going now. Vì các em viết không e rằng các em viết không kịp nên cô để thành trang này cho các em dễ nhìn và dễ viết bài hơn. Các em lưu ý viết đầy đủ và cẩn thận vào tập nhé. Bài tập bạn đến đây là hết. Wrap up, tóm lại qua bài học này chúng ta biết được cách sử dụng thì quá khứ tiếp diễn. Cô nhắc lại, quá khứ tiếp diễn thì mình dùng động từ to be, was, were cộng với verb thế mình, tùy theo chủ ngữ mà mình sử dụng was hay là were cho đúng. Đây là công thức ở thể khẳng định, phủ định và nghi vấn. Em nhớ học thuộc lòng. Now, know how to use progressive tense with on way và sử dụng dạng tiếp diễn với từ on way hàm ý than phiền ai đó làm việc gì. Các bạn lưu ý công thức tương tự. Homework, công việc về nhà của các em là gì? Learn the structure by heart, nhớ học cấu trúc câu và thì mà cô đã giới thiệu cho các em rồi. Write the structure and exercise in your notebook và viết cấu trúc câu và bài tập của mình vào tập đầy đủ. Prepare Unit 13 và chuẩn bị bài học số 13 tiếp theo. Và nhớ cho cô, let's avoid corona, stay at home, learn online. Thank you for listening and watching. Bye, see you soon.